chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đã đến gần hơn đối với các em học sinh lớp 12. Và trong video này, tôi xin chia sẻ một số công thức được sử dụng phổ biến trong môn địa lý, nhằm giúp các em học sinh làm bài thi trong phần kỹ năng tính toán được tốt hơn và đạt điểm cao hơn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Công thức thứ nhất, tính mật độ dân số. Để tính được mật độ dân số, ta lấy số dân chia cho diện tích và đơn vị cuối cùng là người trên km vuông. Công thức thứ hai, tính năng suất. Để tính năng suất, ta lấy sản lượng chia cho diện tích và đơn vị cuối cùng là tạ trên ha. Công thức thứ ba, tính tốc độ tăng trưởng. Ta lấy giá trị của năm cần tính chia cho giá trị của năm gốc, đơn vị là phần trăm. Nếu trong câu hỏi có cụm từ tốc độ tăng trưởng, ta chọn biểu đồ đường. Công thức thứ tư, tính tỷ lệ thành phần trong tổng số, còn gọi là tính cơ cấu. Ta lấy đối tượng cần tính nhân 100% chia cho tổng giá trị. Công thức thứ năm, tính độ che phủ rừng. Để tính độ che phủ rừng, ta lấy tổng diện tích rừng nhân 100% chia cho tổng diện tích lãnh thổ của đối tượng cần tính. Công thức thứ sáu, tính bình quân lương thực đầu người. Để tính bình quân lương thực đầu người, ta lấy sản lượng lương thực chia cho tổng số dân và đưa về đơn vị cuối cùng là kg trên người. Nếu đơn vị là tấn thì phải đưa về kg. Công thức thứ bảy, tính cân bằng ẩm. Để tính cân bằng ẩm, ta lấy lượng mưa trừ cho lượng bốc hơi, đơn vị cuối cùng là mm. Công thức thứ tám, tính cán cân thương mại, còn gọi là cán cân xuất nhập khẩu. Để tính cán cân thương mại hay cán cân xuất nhập khẩu, ta lấy giá trị xuất khẩu trừ cho giá trị nhập khẩu, đơn vị tỷ đô la Mỹ hoặc tỷ đồng. Công thức thứ chín, tính bán kính hình tròn. Để tính bán kính hình tròn của năm cần tính, ta lấy tổng giá trị của năm cần tính chia cho tổng giá trị năm trước. Bán kính năm đầu mình tự cho, hiện tại ta đang cho bằng 1 nên ta nhân với 1. Đơn vị bán kính thường là cm. Công thức thứ 10, tính tỷ lệ dân thành thị. Để tính tỷ lệ dân thành thị, ta lấy số dân thành thị chia cho tổng số dân. Đơn vị là phần trăm. Tính tỷ lệ dân số nông thôn thì làm tương tự. Công thức thứ 11, tính bình quân thu nhập đầu người. Để tính bình quân thu nhập đầu người, ta lấy tổng số tiền chia cho tổng số dân, đơn vị, nghìn đồng trên người. Công thức thứ 12, tính tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên. Để tính tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên, ta lấy tỷ suất sinh trừ cho tỷ suất tử, đơn vị là phần trăm. Nếu đề bài cho đơn vị là phần nghìn thì phải đổi về đơn vị là phần trăm bằng cách chia cho 10. Công thức thứ 13, tính biên độ nhiệt độ. Để tính biên độ nhiệt độ, nếu tính biên độ nhiệt độ năm, ta lấy nhiệt độ tháng cao nhất trừ nhiệt độ tháng thấp nhất, đơn vị là độ C. Công thức thứ 14, tính sản lượng lương thực. Để tính sản lượng lương thực, ta lấy diện tích nhân với năng suất, đơn vị tính là tấn hoặc tạ. Công thức thứ 15, tính nhiệt độ trung bình năm. Để tính nhiệt độ trung bình năm, đơn vị là độ C. Lấy tổng nhiệt độ 12 tháng chia cho 12, nếu tính lượng mưa trung bình năm cũng tính tương tự như trên và đơn vị là mm. Một số vấn đề lưu ý và cần ghi nhớ: 1 tấn bằng 10 tạ bằng 1.000 kg, 1 ha bằng 10.000 m2, 1 km2 bằng 100 hecta, 1 hải lý bằng 1.852 m. Nếu nhận xét ít hay nhiều, ta dùng phép trừ. Nếu nhận xét là nhanh hay chậm, ta dùng phép chia để biết là gấp bao nhiêu lần. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.